Chương trình truyền hình Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn xin trân trọng kính chào quý vị. Thưa quý vị, đây là chương trình phát hình lần thứ 1606. Ngoài phương tin tức và thông báo cộng đồng, xin kính mời quý vị theo dõi những hình ảnh sinh hoạt của cộng đồng người Việt quốc gia tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn và vùng phụ cận. Mở đầu là phần lược thuật những tin tức quan trọng trong tuần qua. Trung Cộng khẳng định sẽ có biện pháp mạnh sau cuộc gặp Hoa Kỳ-Đài Loan. Cựu Tổng thống Donald Trump không nhận tội với 34 cáo buộc hình sự. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm Ba Lan để cảm ơn đồng minh và gặp gỡ người Ukraine. Ông Tập Cận Bình tiếp đón long trọng ông Macron, tính lôi kéo Pháp chống Hoa Kỳ. Ngũ giác đài điều tra vụ tài liệu mật của NATO về Ukraine bị tiết lộ. Phần Lan tân thành viên của NATO. Và sau cùng là thống đốc Florida Ron DeSantis lặng lẽ hợp pháp hóa việc mang vũ khí giấu trong người mà không cần giấy phép. Sau đây là phần tin chi tiết. Tin tổng hợp, Trung Cộng tuyên bố sẽ giáng trả Đài Loan sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ và Tổng thống của đảo quốc này. Chủ tịch Hạ nghị viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy tiếp đón Tổng thống Đài Loan và Thái Anh Văn hôm thứ Tư 5 tháng 4 nhằm thể hiện sự ủng hộ của Washington đối với đảo quốc tự trị này. Cuộc có mặt với ông McCarthy là một phái đoàn lưỡng đảng gồm hơn 10 nhà lập pháp Hoa Kỳ. Phản ứng của cuộc gặp này, Bắc Kinh nói trong một tuyên bố do Bộ Ngoại giao Bắc Kinh đưa ra hôm 6 tháng 4 vừa qua, nói rằng họ sẽ thực hiện các biện pháp kiên quyết và mạnh mẽ hơn để bảo vệ chủ quyền quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ. Bộ Ngoại giao Cộng sản Bắc Kinh kêu gọi Hoa Kỳ chớ kêu đi xa thêm nữa trên con đường sai lầm và nguy hiểm. Chiến dịch gây áp lực quân sự của Trung Cộng đối với Đài Loan đã tăng lên trong những năm gần đây và đảng Cộng sản đã điều động phi cơ cùng chiến hạm tới đảo quốc Đài Loan gần như hàng ngày. Nhưng đến chiều hôm 6 tháng 4, không có dấu hiệu rõ rệt nào cho thấy có một phản ứng quân sự quy mô lớn nào. Tại cuộc gặp hôm 5 tháng 4 vừa qua, bà Thái Anh Văn và ông Chủ tịch Hạ viện McCarthy đã sử dụng ngôn từ thận trọng để tránh làm căng thẳng sự leo thang không cần thiết với Trung Cộng. Đứng cạnh nhau tại thư viện Tổng thống Ronald Reagan ở California, ông McCarthy và bà Thái Anh Văn đều nhìn nhận có các mối đe dọa của Trung Cộng đối với chính quyền Đài Loan. Ông McCarthy nói trong một cuộc họp báo sau đó, sự trợ giúp của Hoa Kỳ dành cho nhân dân Đài Loan sẽ vẫn đầy quyết tâm kiên định và theo tinh thần lưỡng đảng. Ông cũng cho rằng mối quan hệ Hoa Kỳ và Đài Loan mạnh mẽ hơn bất kỳ thời điểm nào khác. Bà Thái thì nhận định sự ủng hộ vững vàng đó làm cho nhân dân Đài Loan yên tâm là chúng tôi không bị cô lập. Bà Thái cũng cho biết bà và ông McCarthy đã bàn về tầm mức quan trọng trong khả năng tự vệ của Đài Loan, thúc đẩy các mối quan hệ kinh tế và thương mại mạnh mẽ cũng như hỗ trợ khả năng của chính quyền đảo quốc này tham gia vào cộng đồng quốc tế. Các chuyến thăm của Quốc hội Hoa Kỳ với Đài Loan đã tăng tần suất trong năm qua và Viện Hoa Kỳ tại Đài Bắc, American Institute in Taiwan, AIT, thực tế có chức năng như là một đại sứ quán thông báo, có thêm một phái đoàn viên chức Quốc hội Hoa Kỳ đến Đài Loan hôm 6 tháng 4. AIT cũng cho biết người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Michael McCaul, diễn biểu tiểu bang Texas, đang dẫn đầu phái đoàn gồm 8 nhà lập pháp thực hiện chuyến thăm 3 ngày để thảo luận về an ninh và thương mại trong khu vực. Ông Michael nói với các phóng viên khi tới Đài Loan, tôi nghĩ rằng việc chúng tôi có mặt ở đây sẽ gửi một tín hiệu tới đảng Cộng sản Trung Cộng rằng chúng tôi luôn ủng hộ Đài Loan và giúp cho Đài Loan vững mạnh hơn. Đồng thời chúng tôi cũng muốn Trung Cộng hãy suy nghĩ cho kỹ về việc xâm lược Đài Loan. Ông cho biết đoàn của ông sẽ gặp bà Thái vào thứ Bảy, 8 tháng 4 và sẽ bàn về việc chuyển giao vũ khí cho Đài Loan. Phần lớn trong số đó đã bị trì hoãn cho đến nay. Tin New York,
cựu Tổng thống Trump ngồi khoanh tay trong lúc đưa ra câu trả lời về các cáo buộc đối với ông bên cạnh các luật sư của ông. Ông Trump trả lời, không có tội. Khi được hỏi ông có nhận tội hay không, ông Trump là cựu Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên phải đối mặt với các cáo buộc hình sự. Tổng hợp lại, 34 tội danh có mức án tối đa là 136 năm tù theo luật New York, nhưng mức án tù thực tế nếu ông Trump bị kết án gần như chắc chắn sẽ thấp hơn nhiều so với mức đó. Mặc dù việc làm giả hồ sơ kinh doanh ở New York là một tội nhẹ có thể bị phạt không quá một năm tù, nhưng nó có thể bị nâng lên thành trọng tội, có thể bị phạt tới 4 năm tù khi có hành động để tiến hành hoặc che giấu một trọng tội khác. Trông có vẻ yên lặng, ông Trump không nói gì khi đi ngang qua cảnh sát và qua một hành lang trong tòa án trước khi bước vào phòng xử án để tiến hành thủ tục. Ông Trump đã bị đại bồi thẩm đoàn Manhattan truy tố vào tuần trước trong một vụ án bắt nguồn từ khoản thanh toán tiền bịt miệng năm 2016. Hai phụ nữ để ngăn họ công khai về các cuộc hẹn hò liên quan đến tình dục với ông. Bản cáo trạng đã được công khai sau khi ông Trump ra hầu tòa, cáo buộc rằng ông Trump và những người khác đã vi phạm luật bầu cử thông qua một kế hoạch nhằm ngăn chặn việc công bố thông tin tiêu cực về ông trước cuộc bầu cử năm 2016 tại Hoa Kỳ. Hai người phụ nữ đó là nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels và cựu người mẫu Playboy Karen McDougal. Tin Warsaw, Ba Lan, lễ nghi quân cách cùng sự vinh danh và ngợi khen đã chào đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và phu nhân khi họ tới Ba Lan hôm thứ Tư để thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước như một cử chỉ cảm ơn về sự hỗ trợ quan trọng mà quốc gia láng giềng đã cung cấp cho Bộ Quốc phòng Ukraine chống quân xâm lược Nga, đồng thời cũng cảm ơn một quốc gia đã từng cổ vũ quốc tế ủng hộ cho Ukraine, là nơi trú ẩn an toàn cho những người dân tị nạn Ukraine và là trung tâm chuyển vận viện trợ nhân đạo và trợ khí cho Ukraine. Chuyến thăm Warsaw là một bước đột phá hiếm hoi trong thời chiến đối với Tổng thống Zelensky. Trong khi trước đó, ông cũng đã đến Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Mỹ, nhưng chuyến đi đến Ba Lan nổi bật vì nó đã được thông báo trước và được thực hiện mà không giữ bí mật như các chuyến đi nước ngoài trước đây của ông Zelensky. Theo Maxim Pridak, người đứng đầu văn phòng chính sách đối ngoại của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, đây cũng là lần đầu tiên ông Zelensky và đệ nhất phu nhân Olena Zelenska cùng công du nước ngoài kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Tổng thống Duda đã trao tặng danh hiệu dân sự cao nhất và lâu đời nhất của Ba Lan, huân chương Đại Bàng Trắng, cho Tổng thống Zelensky. Ông Duda giải thích rằng những biểu tượng này chỉ được trao cho những người xuất sắc ở Ba Lan và trong các mối quan hệ quốc tế của Ba Lan. Tổng thống Ba Lan đã nói với Tổng thống Zelensky, chúng tôi không nghi ngờ gì về thái độ của bạn cùng với sự dũng cảm của dân tộc đã cứu Ukraine. Tại buổi lễ chào đón ở sân của cung điện hoàng gia, ông Duda và đệ nhất phu nhân của hai nước mặc trang phục lịch sử, trong khi ông Zelensky vẫn chiếc áo nỉ kiểu quân đội và quần kaki đã trở thành đồng phục của ông sau khi quân xâm lược Nga tấn công Ukraine. Các chuyến đi của nhà lãnh đạo Ukraine tới London, Paris và Bruxelles vào tháng 2 là một phần trong nỗ lực thúc đẩy việc cung cấp máy bay chiến đấu và cũng để vận động cho Ukraine được gia nhập vào Liên minh châu Âu và NATO. Chuyến thăm của ông tới Washington vào tháng 12 nhằm mục đích củng cố sự ủng hộ chính trị của Washington. Tổng thống Duda cho biết nước ông đã cung cấp 4 máy bay chiến đấu MiG-29 do Liên Xô thiết kế cho Ukraine. 4 chiếc khác đang trong quá trình bàn giao và 6 chiếc khác đang được chuẩn bị. Ba Lan, một thành viên của Liên minh châu Âu và NATO, nằm ở sườn phía đông của Liên minh phương Tây,
cảm thấy bị Nga đe dọa đặc biệt và là một trong những nước ủng hộ hàng đầu cung cấp viện trợ quân sự cho chính phủ ở Kyiv. Ba Lan từng là quốc gia thuộc quyền kiểm soát của Liên Xô. Chuyến thăm nêu bật vai trò ngày càng tăng của quốc gia Trung Âu này trong một ý niệm về trật tự an ninh quốc tế mới xuất hiện từ cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Ba Lan đang tìm cách hiện đại hóa quân đội bằng cách mua xe tăng và các thiết bị khác từ các nhà sản xuất tại Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Hoa Kỳ cũng đã tăng cường sự hiện diện quân sự của mình ở Ba Lan. Ba Lan cũng muốn tham gia vào các hợp đồng trong tương lai để tái thiết Ukraine sau chiến tranh, mà Ngân hàng Thế giới ước tính có thể tiêu tốn 411 tỷ đô la. Tổng thống Zelensky cho biết hôm thứ Tư rằng chính phủ của ông sẽ mở rộng sự chào đón nồng nhiệt đối với các doanh nghiệp Ba Lan muốn giúp đỡ tái thiết Ukraine, đồng thời nói thêm rằng ông sẽ ký các thỏa thuận về phát triển các dự án cơ sở hạ tầng của Ukraine trong chuyến thăm của mình. Ông Zelensky cũng gặp Thủ tướng Mateusz Morawiecki tham dự một diễn đàn kinh tế tập trung vào việc tái thiết Ukraine và gặp gỡ một số người Ukraine đã tị nạn ở Ba Lan. Hơn 1.5 triệu người Ukraine đã ghi danh với chính phủ Ba Lan kể từ khi chiến tranh bắt đầu, cùng với một số lượng lớn người Ukraine đã đến làm việc trong những năm gần đây. Không thể đo lường chính xác số lượng người Ukraine có mặt tại quốc gia này vào bất kỳ thời điểm nào, đặc biệt là khi có nhiều người qua lại. Tại Ukraine, các nhà chức trách quân sự cho biết hôm thứ Tư rằng các lực lượng Nga trong 24 giờ trước đó đã tiến hành 47 cuộc không kích, 3 cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và 42 cuộc tấn công từ nhiều bệ phóng hỏa tiễn. Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết ít nhất 4 dân thường thiệt mạng và 16 người khác bị thương trong thời gian đó. Tân Tổng hợp, Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình tiếp đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron một cách long trọng khác thường so với mức độ của một chuyến thăm cấp nhà nước. Một số nhà phân tích thời sự xem đó là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh ngày càng chủ động tấn công nhằm lôi kéo các đồng minh chủ chốt trong Liên minh châu Âu để đối phó lại với Hoa Kỳ. Hai nhà lãnh đạo đã cùng nhau đến thăm miền Nam Trung Cộng hôm 7 tháng 4, nơi đó ông Macron có lịch trình uống trà tàu với ông Tập tại nơi ở cũ của cha ông Tập tại thành phố Quảng Châu, thủ phủ và cũng là trung tâm sản xuất lẫn kinh tế của tỉnh Quảng Đông. Hành động như vậy của ông Tập với các nhà lãnh đạo đến thăm là rất hiếm thấy. Các nhà ngoại giao nói rằng điều đó nhấn mạnh việc Bắc Kinh coi trọng mối quan hệ với một thành viên chính yếu của EU khi họ tìm kiếm sự ủng hộ, ngăn chặn bao vây và kiểm soát toàn diện của Hoa Kỳ nhằm vào Trung Cộng. Theo cách nói của Tập Cận Bình, tất cả hành động tiến công về đối ngoại của Trung Cộng đều có nguyên do sâu xa là mối quan hệ Mỹ-Trung. Vì vậy, hợp tác với bất kỳ nước nào khác, nhất là với các cường quốc có tầm trung hoặc là lớn như là Pháp, điều họ sẽ cố gắng làm để đối phó lại với Hoa Kỳ. Theo lời ông Triệu Tuệ Sinh, giáo sư nghiên cứu về Trung Cộng và chính sách đối ngoại của nước này tại Đại học Denver. Noah Buckley, một nhà phân tích thời sự của Rhodium Group cho rằng mục tiêu chính của Trung Cộng là ngăn chặn châu Âu liên kết chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ. Theo nghĩa này, ông Macron có lẽ là đối tác quan trọng nhất của Bắc Kinh ở châu Âu. Tổng thống Macron thường được các nhà ngoại giao coi là động lực quan trọng cho các chính sách then chốt trong EU. Ông Macron đã đến Trung Cộng cùng với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và cả hai nhà lãnh đạo đều gây áp lực với Trung Cộng về Ukraine, nhưng không khiến ông Tập công khai thay đổi lập trường. Tuy nhiên, ông Macron vẫn được Trung Cộng chào đón với thảm đỏ và đầy đủ các nghi thức. Bà von der Leyen từng nói Trung Cộng đàn áp trong bài phát biểu chỉ trích trước chuyến công du của Tổng thống Macron, nơi đôi lúc bà bị đối xử như người bị bỏ rơi ở Bắc Kinh với sự chào đón lặng lẽ tại phi trường và không được mời
đến một số nghi lễ cấp nhà nước cùng với ông Tập và ông Macron. Tờ Hoàn Cầu Thời báo viết trong một bài xã luận hôm thứ Năm, ngày 6 tháng 4 rằng mọi người đều biết rõ rằng trở thành chư cầu chiến lược của Washington là ngõ cụt, làm cho quan hệ Trung Cộng, Pháp trở thành cầu nối cho hợp tác Trung Cộng, châu Âu có lợi cho cả hai bên và cho thế giới. Ông Jean-Pierre Raffarin, cựu thủ tướng Pháp, đã từng đi tới nhiều nơi ở Trung Cộng, nói với Reuters bên lề lễ ký kết thỏa thuận tại Đại lễ đường Nhân dân rằng chiến dịch lôi kéo của ông Tập đã có tác dụng nào đó. Ngoại giao tùy lúc sẽ là tâng bốc một chút, không đúng sao, ông nói. Tại Washington, sự gắn kết ngoại giao của Trung Cộng với Pháp đang bị nhìn với một chút dò xét. Gạt vấn đề Ukraine qua một bên, Trung Cộng đang thoải mái với việc sắp xếp lại quan hệ, đưa họ xích lại gần hơn với châu Âu về mặt kinh tế khi quan hệ với Hoa Kỳ rạn nứt. Nhưng sự thay đổi như vậy khó có thể xảy ra vào lúc này. Những người nắm rõ chính sách của chính phủ Hoa Kỳ cho biết, Washington đang chờ xem sự can dự của châu Âu với Bắc Kinh về vấn đề Ukraine có kết quả gì không. Theo những người không muốn nêu tên nói với Reuters, hôm 6 tháng 4, ông Macron đã kêu gọi Bắc Kinh nói chuyện có lý, có tình với Nga về cuộc chiến ở Ukraine, trong khi bà von der Leyen cho biết ông Tập bày tỏ sẵn sàng nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Tập không nhắc đến việc có thể nói chuyện với ông Zelensky trong các bản tin chính thức của Trung Cộng, đưa tin về những phát biểu của ông sau các cuộc gặp. Ông Bakin nhận định dường như ông Macron không nhận được nhiều lợi ích từ chuyến công du này. Ông Macron dường như tin rằng ông ấy có thể lôi kéo ông Tập thay đổi lập trường về cuộc chiến. Nhà phân tích này nói, ông ấy đem đến cho ông Tập một loạt món quà, lên án việc cắt đứt với Trung Cộng là cái bẫy, đem theo một phái đoàn kinh doanh khổng lồ và tái khẳng định sự ủng hộ đối với quyền tự chủ chiến lược mà không nhận lại được gì nhiều. Tin Washington DC, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm 7 tháng 4 tuyên bố, cơ quan này đang điều tra vụ việc hình ảnh chụp về các tài liệu mật của Mỹ về NATO về Ukraine bị chia sẻ trên trang mạng xã hội. Bà Sabrina Singh, phó thư ký báo chí tại Tòa Bạch Ốc, từ chối bình luận về độ xác thực của các tài liệu này. Tuy vậy, bà khẳng định Bộ Quốc phòng Mỹ đã nhận định được báo cáo về các bài đăng trên mạng xã hội và đang kiểm điểm sự việc. CNN cho biết hôm 7 tháng 4 như vậy, trước đó một số hình ảnh chụp được cho là tài liệu mật của Mỹ về tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO về cách thức hỗ trợ Ukraine để đối phó với quân xâm lược Nga đã được chia sẻ trên Twitter hay Telegram. Theo New York Times, cơ quan báo chí Mỹ đầu tiên đưa tin này, nói các tài liệu đó sẽ có giá trị tình báo với Nga. Ví dụ, Moscow có thể nắm được thông tin về tốc độ sử dụng đạn pháo của quân đội Ukraine. Về phần mình, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng các tài liệu này là giả tạo và sự việc được đạo diễn bởi Nga. Các tài liệu không liên quan đến kế hoạch thực tế của Ukraine và dựa trên nhiều thông tin không có thật. Nếu Nga thực sự nhận được kịch bản đó, họ sẽ có hành động công khai chúng, ông Podolyak nói như vậy. Trong khi đó, khi được hỏi về sự việc này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Moscow không nghi ngờ sự tham gia trực tiếp hoặc không trực tiếp của Mỹ và NATO vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. CNN đã đưa tin như thế. Tin từ Phần Lan, giới chuyên gia nhận định quá trình xin gia nhập North Atlantic Treaty Organization NATO của Thụy Điển có thể được thúc đẩy sau cuộc tổng tuyển cử tại Thổ Nhĩ Kỳ tháng 5 tới. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng.
Vào ngày 4 tháng 4, Phần Lan trở thành thành viên thứ 31 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, khối liên minh quân sự lớn nhất thế giới, vài ngày sau khi lá đơn xin gia nhập của quốc gia này được Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 3 tháng 4 không quên bày tỏ hy vọng Thụy Điển sẽ sớm theo bước Phần Lan trong những tháng tới, theo The Hill. Tuy nhiên, triển vọng này vẫn tương đối mù mờ. Để có thể trở thành một phần của NATO, một quốc gia cần được toàn bộ nước thành viên cũ chấp thuận. Đa số quốc gia NATO ủng hộ Thụy Điển gia nhập, nhưng Stockholm phải đối mặt với rào cản không dễ vượt qua. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, bà Elizabeth Pro, chuyên gia về quốc phòng châu Âu tại Viện AEI, The American Enterprise Institute, Mỹ, chỉ ra các bên đều chưa rõ Thổ Nhĩ Kỳ dự định sẽ phê duyệt lá đơn của Thụy Điển vào lúc nào. Phần lớn nguyên nhân đến từ vấn đề chính trị, khiến tình hình càng thêm khó đoán. Bà Pro nói, các quan chức phương Tây bày tỏ lạc quan rằng Thụy Điển sẽ sớm nối gót nước láng giềng Phần Lan và gia nhập khối, có thể trước hội nghị thượng đỉnh tại Vilnius, Lithuania vào tháng 7 tới. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm phê duyệt lá đơn của Stockholm. Quá trình này đã bị đình trệ từ tháng 1. Hồi giữa tháng 3, ông Erdogan đã đề nghị Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận Phần Lan vào NATO, nhưng không đề cập đến Thụy Điển. Hungary cũng tuyên bố có nhiều lời phàn nàn cần được giải quyết trước khi chấp nhận cho Thụy Điển vào NATO. Người phát ngôn chính phủ Zoltán Kovács nói hồi đầu tuần trước về phần Hoa Kỳ, quốc gia đầu tàu tại NATO, khẳng định ủng hộ Stockholm trong quá trình gia nhập. Phát biểu với báo giới, Phó trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách châu Âu Derek Hogan tuyên bố Mỹ muốn cả Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy quá trình gia nhập của Thụy Điển sớm nhất có thể. Ông Hogan cũng cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ trao đổi với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề mở rộng NATO. Một số chuyên gia nhận định Tổng thống Erdogan đang cố tình trì hoãn quá trình gia nhập NATO của Thụy Điển vì các mục tiêu chính trị nội bộ trước thềm cuộc tổng tuyển cử tháng 5 tới. In Florida, ông Ron DeSantis, thống đốc Florida, hôm thứ Hai 3 tháng 4 đã lặng lẽ thông qua luật cho phép cư dân mang theo vũ khí giấu trong người mà không cần giấy phép. Theo NBC News, ông DeSantis đã ký thông qua dự luật trong một sự kiện không công khai tại văn phòng của ông dưới sự góp mặt của những người bảo trợ luật và các nhà lãnh đạo lập pháp cũng như những người ủng hộ quyền sử dụng súng, bao gồm cả Hiệp hội Súng trường Quốc gia, The National Rifle Association, NRA. Đây là một trường hợp đáng chú ý vì ông DeSantis thường xuyên tổ chức họp báo hoặc tổ chức sự kiện khi ký thông qua luật về súng. Florida hiện là tiểu bang thứ 26 thông qua luật mang theo súng không cần giấy phép. Việc ký kết diễn ra một tuần sau khi 6 người, trong đó có 3 trẻ em bị bắn chết tại Covenant School ở Nashville, Tennessee. Ông Randy Kosuk, giám đốc điều hành tạm thời của NRA, cho biết đây là một bước quan trọng để đưa việc mang súng không giấy phép vào hiến pháp. Nhưng người phản đối luật này đã nói luật sẽ làm gia tăng bạo lực về súng đạn, đồng thời cũng cho rằng vì biết rõ luật này rất nguy hiểm, nên ông DeSantis đã không tổ chức lễ ký kết công khai. Tháng trước, một cuộc thăm dò do Đại học University of North Florida thực hiện cho thấy 77% trong số 1.492 người được hỏi phản đối phần nào hoặc mạnh mẽ về luật mang súng không cần giấy phép. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi tạm ngưng trong giây lát trước khi qua phần
tin tức thời sự tại Việt Nam. Chương trình truyền hình Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn là một cơ quan bất vụ lợi đã phục vụ cộng đồng người Việt trong Vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận đã nhiều năm qua. Đài luôn luôn giữ vững lập trường và chủ trương sau đây. Thứ nhất là một cơ quan bất vụ lợi, không lệ thuộc bất cứ một tổ chức nào hoặc một cá nhân nào. Thứ hai, cung cấp một phương tiện truyền thông hữu ích cho cộng đồng người Việt trong Vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận. Thứ ba, góp phần bảo tồn phát huy văn hóa dân tộc. Và cuối cùng là hỗ trợ cho công cuộc tranh đấu để giành lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê hương Việt Nam. Nếu quý vị muốn đóng góp hay có những thắc mắc, xin quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây. Chương trình truyền hình Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn hay Vietnamese Public Television VPTV 2800 Juniper Street, Suite 11, Fairfax, Virginia 22031, số điện thoại 703-560-3300. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tức tại Việt Nam. Phái đoàn nghị sĩ Hoa Kỳ sắp thăm Việt Nam nêu vấn đề nhân quyền. Một phái đoàn lưỡng viện do Thượng nghị sĩ Jeff Merkley dẫn đầu sẽ thăm Việt Nam vào cuối tuần này và tuần sau, với mục đích thúc đẩy quan hệ song phương và quan hệ đa phương với các quốc gia thành viên ASEAN, trong đó sẽ nêu vấn đề nhân quyền và sự gây hấn của Trung Cộng. Một thông cáo của các thượng nghị sĩ và các dân biểu hôm 5 tháng 4 cho biết, phái đoàn lưỡng viện đến Việt Nam và Indonesia vào tuần tới. Ngoài thượng nghị sĩ Merkley, còn có thượng nghị sĩ Chris Van Hollen và các dân biểu Pramila Jayapal, Lloyd Doggett và Ilhan Omar. Mục tiêu của chuyến đi thăm nhằm hỗ trợ các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á bảo vệ và tăng cường chủ quyền và an ninh của họ trước sự gia tăng gây hấn của Trung Cộng. Thông cáo cho biết các nhà lập pháp sẽ tham dự hơn 35 cuộc họp với các quan chức chính phủ và các nhà lãnh đạo trong ASEAN, cùng với đại diện của các tổ chức xã hội dân sự và giám đốc điều hành doanh nghiệp. Việt Nam và Indonesia là những đối tác quan trọng của Hoa Kỳ, và chỉ khi cùng nhau chúng ta mới có thể giải quyết những thách thức nhiều mặt của thế kỷ này, ông Merkley nói trong thông cáo báo chí. Chuyến đi của chúng tôi sẽ là cơ hội để tăng cường không chỉ mối quan hệ với chính phủ hai nước đó, mà còn giữa người dân các nước chúng ta. Thượng nghị sĩ Van Hollen cho biết trong thông cáo, tăng cường quan hệ đối tác của chúng ta trên khắp thế giới sẽ giúp chúng ta xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho người Hoa Kỳ cũng như cộng đồng toàn cầu. Điều này đặc biệt đúng ở Đông Nam Á khi chúng ta nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa các quốc gia và giải quyết khủng hoảng khí hậu, bảo vệ nhân quyền và củng cố an ninh chung của chúng ta. Chuyến đi này sẽ là cơ hội để giải quyết những lĩnh vực này và hơn thế nữa. Tại Việt Nam, phái đoàn sẽ tìm hiểu về những vấn đề còn phải giải quyết sau chiến tranh, bao gồm các dự án tìm cách giải quyết chất da cam dioxin, rà phá bom mìn và tìm kiếm các tù nhân chiến tranh cũng như quân nhân mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Ngoài ra, dự định trong chuyến đi này, đoàn sẽ đến thăm một địa phương ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long để hiểu rõ hơn về tác động của biến đổi khí hậu đối với các cộng đồng và hệ sinh thái địa phương. Trước chuyến thăm, Thượng nghị sĩ Merkley, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, và Thượng nghị sĩ Van Hollen, Chủ tịch Tiểu ban Quan hệ Đối ngoại Đông Á của Thượng nghị viện, đã đưa ra một số nghị quyết tái khẳng định sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với các vai trò trung tâm của ASEAN, tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt trong kiến trúc thể chế của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông Merkley cùng với Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Dan Sullivan cũng đã đưa ra một nghị quyết lưỡng đảng nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường, nhân đạo và kinh tế mà sông Mekong đang phải đối mặt, cũng như công nhận tầm quan trọng thiết yếu
của quan hệ đối tác Mekong và Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ sự thịnh vượng ở khu vực này của châu Á. Đoàn nghị sĩ EU thất vọng vì Việt Nam chưa cải thiện nhân quyền như cam kết. Trong EVFTA, các thành viên của Nghị viện châu Âu vừa nêu lên những quan ngại về tình hình nhân quyền ở Việt Nam trong chuyến thăm Hà Nội từ ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4, sau hơn 2 năm, Việt Nam thực thi Hiệp định Tự do Thương mại Việt Nam EU, The EU-Việt Nam Free Trade Agreement, EVFTA. Trong thông cáo báo chí hôm 6 tháng 4, phái đoàn gồm 6 nghị viên Liên hiệp châu Âu ghi nhận những tiến bộ mà Việt Nam đã đạt được trong cuộc chiến chống đói nghèo và bất bình đẳng, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam, nhưng đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình nhân quyền ngày càng tồi tệ ở Việt Nam. Đại sứ EU tại Việt Nam Giorgio Alibadi hôm 7 tháng 4 viết trên Twitter: Phái đoàn quan trọng của Tiểu ban Nhân quyền Quốc hội châu Âu tới Việt Nam để thảo luận về cách thức phát triển hơn nữa sự hợp tác của chúng ta về các vấn đề nhân quyền và bảo đảm thực hiện đầy đủ các cam kết. Thông cáo của các nghị viên EU đặc biệt quan ngại về không gian dành cho xã hội dân sự bị thu hẹp, việc lạm dụng các quy định mơ hồ của Bộ Luật Hình sự để đàn áp những tiếng nói phản diện, sách nhiễu các nhà hoạt động, đàn áp về quyền tự do ngôn luận, đặc biệt là trong không gian trên mạng, và quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Các nghị viên nhấn mạnh niềm tin mạnh mẽ của họ rằng quyền tự do của các cá nhân là nền tảng cho sự thịnh vượng chung, và các tổ chức xã hội dân sự độc lập và mạnh mẽ là rất quan trọng để vượt qua các thách thức cả ở Việt Nam và trên thế giới. Phái đoàn tái xác nhận đề nghị của EU về tăng cường hợp tác với Việt Nam để cải thiện tình hình nhân quyền ở nước này. Thông cáo viết, phái đoàn cũng kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm ở Việt Nam, bao gồm cả lãnh đạo, các tổ chức phi chính phủ, các nhà báo và các nhà hoạt động môi trường. Ngoài ra, liên quan vấn đề này, phái đoàn nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm quyền được xét xử công bằng cho họ. Họ nhấn mạnh rằng, là một phần quan trọng của thỏa thuận này, Việt Nam đã cam kết cải thiện tình hình nhân quyền và nhấn mạnh sự thất vọng của họ vì điều đó vẫn chưa được thực hiện, thông cáo viết. Thì nó sẽ cải thiện và con người trên các nước trên thế giới đang đi đến một cái bước tiếp theo, đó là nuôi trồng thủy sản để mà tạo nguồn thức ăn nhưng đảm bảo được cái cân bằng sinh thái. Thì khi mà chúng ta mất Hoàng Sa, Trường Sa, mất được những vùng biển đảo bị nhiễu như tàu cá nó không chế toàn bộ, thì cái khả năng nuôi trồng thủy sản của chúng ta không còn đi. Mà chúng ta nên nhớ là không phải chúng ta chỉ có nuôi ở vùng nước lợ hay là những cái vùng ven bờ, có một số loài tôm loài cá chúng ta phải nuôi ở vùng xa bờ, vùng nước sâu, thì giữ được biển đảo là giữ được cái vấn đề nuôi trồng thủy sản, vấn đề là đánh bắt thủy hải sản và vấn đề xuất khẩu giao thương nông thủy sản. Như chúng ta đã thấy rằng khi mà tàu cọc chiếm được một số quần đảo trên Hoàng Sa, Trường Sa trong những năm gần đây, nó gia tăng cấm người Việt Nam đánh cá trên cái vùng đất của Việt Nam, trên vùng biển của Việt Nam, rồi nó bắt bớ những người ngư dân, rồi nó giết những người ngư dân, đập phá tàu những người ngư dân. Đó là một cái điều chúng ta minh chứng rõ ràng, nó ảnh hưởng sâu sắc đến cái vấn đề an ninh lương thực, nó ảnh hưởng cả đến cái vấn đề là đảm bảo an sinh xã hội. Bởi vì sao? Bởi vì những người ngư dân ấy sống bám biển, sống bằng biển, sống bằng thủy hải sản, nhưng bây giờ bị chặt cánh tay, bị bắt, bị đập phá tàu, đó là một điều rất là quan trọng, ảnh hưởng sâu sắc đến nền kinh tế cũng như là vấn đề nông thủy sản của Việt Nam. Tôi xin ông chủ tịch cho tôi phát biểu được không? Dạ thưa ông, xin ông cho biết cái giá trị của Biển Đông trong việc bảo tồn an ninh tự do hàng hải là như thế nào ạ? Thưa quý vị thẩm đoàn, như tôi trình bày thì cái Biển Đông ấy, thứ nhất là đảm bảo hành lang
tự do hàng hải quốc tế, gồm cái trục mà trục Nam Bắc từ Ấn Độ Dương đi lên, rồi từ trên phía biển Ba Nam đi xuống. Ngoài ra còn có trục Đông Tây Việt Nam đi các nước giống như là Indonesia hay là Úc hay là Malaysia vân vân. Ngoài ra thì Biển Đông đảm bảo an ninh quốc phòng cho các nước trong khu vực, không chỉ riêng Việt Nam, đó là Philippines, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Singapore, Campuchia, những nước chia sẻ một phần nào cái lãnh thổ. Ngoài ra thì cái Biển Đông có một cái giá trị rất là quan trọng, đó là chúng ta biết rằng trong những năm gần đây, Trung Cộng để muốn lựa chọn Biển Đông, nó đã vẽ ra một cái đường lưỡi bò phi lý. Cái đường lưỡi bò đó là để bóp nghẹt tự do hàng hải và cho Tổng cộng tự quyền tự cho mình có quyền ngăn cấm, quyền kiểm soát hàng hải. Thì cái vấn đề chủ quyền trên đảo Hoàng Sa Trường Sa, nó là ngăn chặn cái đường lưỡi bò này, là một cái đường rất là phi lý để mà đảm bảo an ninh tự do hàng hải quốc tế và đặc biệt cho những nước ở trong khu vực Đông Nam Á, giống như tôi vừa kể trên. Từ với vừa thẩm lại. Dạ. Xin lỗi ông ạ. Dạ. Tôi hỏi tiếp cô sau được chứ ạ? Dạ, không có gì chị. Dạ, thưa vâng. Xin ông cho biết cái tác hại về mặt vật chất nếu có mà cái công hàm 1958 đó nó gây ra cho độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ như thế nào ạ, thưa ông? Dạ thưa với quý bạn, chúng ta thấy rằng nếu mà công hàm 1958 không có thì chúng ta không mất nhiều thứ, nhưng công hàm 1958 đã gây ra một cái hệ quả rất là xấu cho Việt Nam. Đầu tiên là mất chủ quyền lãnh thổ, đó là công hàm 1958 đã giao Hoàng Sa Trường Sa một cách gọi là mãn công khai cho Tổng cộng, thì đó là mất chủ quyền lãnh thổ. Thứ hai, chúng ta mất tự do về giao thông hàng hải, như tôi đã vừa nói là cộng sản Việt Nam khi mà dâng Hoàng Sa Trường Sa cho tàu thì tàu nó sử dụng cái điều đó để mà tô vẽ cái đường lưỡi bò để mà kiểm soát giao thông hàng hải khu vực Biển Đông. Như chúng ta đã biết, cũng vì công hàm 1958 và tàu cộng đưa tàu đánh cá ra chiếm vùng biển đánh cá của Việt Nam, đưa tàu hải cảnh ra để bắt với những người ngư dân Việt Nam đập phá tàu họ để ngăn họ không được đánh cá trên chính cái vùng biển đảo của Việt Nam, đó là mặt an ninh lương thực và mặt thủy hải sản. Ngoài ra họ còn chúng ta còn mất an ninh về khai thác khoáng sản và dầu mỏ. Chúng ta nhớ rằng trước đây là khi Việt Nam từng có một cái liên doanh với lại ExxonMobil hay là một liên doanh với Petro của Anh, nhưng mà cuối cùng BP nhưng mà cuối cùng thì các liên doanh này cũng phải bỏ dở về khai thác tại Hoàng Sa Trường Sa. Lý do đó là tàu cộng nó dùng cái công hàm 1958 để nó đưa tàu bè ra để nó ép, nhưng cái công ty này không được khai thác trên chính cái vùng biển đảo Việt Nam, đó là vi phạm những vấn đề ảnh hưởng rất là sâu sắc, mất vấn đề khai thác khoáng sản dầu mỏ. Ngoài ra thì như tôi đã nói là mất các vị trí an ninh chiến lược để mà xây dựng các cái tiền đồn bảo vệ cho quốc phòng Việt Nam. Có những cái điều chúng ta thấy rằng năng cái mất chính của chúng ta trong cái vấn đề Phạm Văn Đồng, Hồ Chí Minh đã dâng hòn đảo Hoàng Sa Trường Sa cho tàu cộng qua thông qua công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958. Tôi vừa thảo luận. Vâng, thưa ông, xin hỏi ông cái câu kế tiếp, nó là xin ông cho biết cái tác hại về mặt vật chất nếu có mà cái công hàm 1958 đó nó gây ra cho an ninh quốc gia ra sao, thưa ông? Thưa mấy quý vị thẩm đoàn, như chúng tôi vừa lấy ví dụ hãng dầu khí ExxonMobil và BP đã từng phải rút khỏi Việt Nam vì làm những cái sức ép của Trung Cộng trên Biển Đông dựa vào công hàm 1958 đã gây thiệt hại rất nhiều vấn đề an ninh năng lượng cũng như là vấn đề kinh tế. Ngư dân chúng ta liên tục bị cấm dựa vào công hàm 1958 để đập phá thuyền bè về mà bắt bớ họ khi mà chúng dựa vào công hàm 1958 và triển khai đường lưỡi bò để cướp cái an ninh hàng hải. Chúng ta mất khả năng tự chủ về vấn đề đánh bắt thủy sản trên Biển Đông, mất khả năng tự chủ về vấn đề mà khai thác dầu mỏ trên Biển Đông, lo sợ và bị tổng cộng chèn ép. Chúng ta bị thu hẹp cái cơ hội đầu tư quốc tế, thất thu về vấn đề vận tải hàng hải cũng như cái dịch vụ liên quan. Chúng ta lấy ví dụ nếu như an ninh hàng hải tốt thì các cái tàu giao thương qua các cái khu vực của Biển Đông họ có thể hoàn toàn ghé vào những khu vực ngoài Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam hay là Cam Ranh hay là Đà Nẵng để mà sửa chữa tàu, để mà tiếp sau, để mà bảo trì trên cái đường vận chuyển. Thì chúng ta đã mất rất nhiều bởi vì tàu cộng nó đã kiểm soát phần phần lớn cái vùng biển liên quan đến Hoàng Sa và Trường Sa. Ngoài ra chúng ta cũng bị thất thu du lịch về du lịch biển đảo. Chúng ta thấy rằng hiện nay trên thế giới các cái mô hình du lịch biển đảo nó đem lại rất là nhiều lợi nhuận khi
khi mà du khách đến tham quan biển đảo. Nhưng mà hiện nay chúng ta đã mất một số đảo trên đảo Hoàng Sa, Trường Sa bởi vì công hàm 1958. Thế nên chúng ta cũng mất đi cái nguồn doanh thu rất lớn về thực tế về cái chủ biển đảo. Thì theo tôi cái ảnh hưởng rất nhiều trong cái vấn đề vật chất, nếu đối với lại cái công hàm 1958 ảnh hưởng tiêu cực đến đất nước Việt Nam trong thời gian rất là dài từ quá khứ và cho đến khi nếu chúng ta có thể đòi lại được Hoàng Sa Trường Sa, tôi cũng muốn thẩm đoán. Thưa ông, cái câu hỏi kế tiếp á, là ông xin ông có thể cho biết là cái tác hại về mặt vật chất mà công hàm 1958 gây ra cho an ninh thực phẩm ra sao thưa ông? Tôi thấy buổi thẩm đoàn thủy sản đánh bắt thì chúng ta đã biết là bị hạn chế và ngư dân không dám bám biển và bị đập phá tàu bè, đó là một điểm mà chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng. Thì ví dụ như Trung Cộng đã từng đơn phương ban hành cái lệnh cấm đánh bắt tại khu vực Biển Đông trong mùa hè năm 2020, cũng trường hợp lần đấy nhất, kể từ ngày 1 tháng 5 cho đến ngày 16 tháng 9. Thì cái lệnh áp dụng này bao gồm phần vùng Bắc Bộ, phần là từ vị tuyến 12 trở lên. Ngay trước khi ban hành lệnh cấm này, Trung Cộng đã đưa tàu chiến và máy bay tới diễn tập từ Biển Đông, khánh thành hai cái trạm nghiên cứu ở cái đáo, cái đá Subi và đá Chữ Thập. Thì Trung Cộng cũng đã giành đánh chìm một số cái tàu cá của Việt Nam và ra quyết định nâng cấp đơn vị hành chính quần đảo mà đây gọi là trung cộng là Tây Sa và Nam Sa, tức là Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, thành quận Tây Sa và quận Nam Sa, thuộc thành phố Tam Sa nằm trên đảo Phú Lâm mà thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Thì rõ ràng chúng ta mất chủ quyền, chúng ta mất đi khả năng đánh cá và chúng ta mất đi cái quyền tự do để mà giao thương. Đó là một cái điều rất là quan trọng. Và cái nguồn lợi thủy hải sản ở những khu vực nước sâu của Việt Nam đã mất đi rất nhiều từ khi chúng ta mất Hoàng Sa Trường Sa. Chúng ta không thể nào vươn ra những cái vùng biển lớn để mà đánh cá, những cái loại cá đặc biệt khu vực Biển Đông như tôi đã nói. Thưa quý vị, thưa các bạn, cái câu hỏi kế tiếp là cái ông có thể nào cho biết là cái tác hại về mặt vật chất nếu có mà cái công hàm 1958 đó gây ra cho an ninh tự do hàng hải như thế nào ạ? Tôi xin nêu một cái ví dụ cụ thể thưa quý vị và các bạn. Ví dụ như tàu cảnh sát biển Trung Cộng đã từng vào tới cái sát bờ Việt Nam mà cách Đà Nẵng có 45 hải lý để mà liên tục cản trở gây rối cái việc cứu hộ cứu nạn nhân dân Việt Nam trong cái thời điểm đó, là tôi nhớ tháng 1 năm 2010. Đây là một cái ví dụ mà công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 đã quy định trong cái vùng đặc quyền kinh tế, tất cả quốc gia dù có biển hay không có biển, trong những điều kiện nó công ước chủ định được hưởng tất cả quyền tự do hàng hải và không. Còn trong cái vùng hàng hải đó thì công ước quy định tàu thuyền tất cả các chủ quyền phi lý phải đi theo một cái đường mà quy định đều được hướng quyền mà tự qua lại hay tự do. Thế nhưng cái vấn đề yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Cộng trên cái đường chính đoạn và lưỡi bò, hành động đơn phương của Trung Cộng đã làm gia tăng cái rủi ro mà chúng ta thấy rằng với an ninh hàng hải và đặc biệt là cái môi trường giám sát trong tự do hàng hải ở Biển Đông. Trung Cộng còn xây các cái quần đảo nhân tạo trên các sân bay nhân tạo trên cái khu vực Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam để tạo những pháo đài quân sự để mà kiểm soát một cách đơn phương cái tự do hàng hải. Không chỉ có thế, chúng ta nhớ rằng các cái tàu của Trung Cộng đã tạo ra những cái rủi ro và vấn đề va chạm, và chúng ta thấy rằng họ đã sẵn sàng cho tàu của họ để va chạm với các tàu của Philippines, không phải chỉ với Việt Nam. Cái hành xử đó không phù hợp với các cái quy định của công ước quốc tế và quy định về ngăn cản tự do hàng hải. Ngoài ra chúng ta thấy rằng ví dụ như nước Philippines chẳng hạn, họ dùng cái nỗ lực của họ để mà quản lý một số đảo thì đã bị tàu Cộng đơn phương ngăn cản cái việc tiếp tế với những người sống ở những khu vực đảo của Philippines kiểm soát. Thì đó là một cái điều chúng thấy rằng tàu Cộng khi mà chiếm Hoàng Sa Trường Sa nó gây hại về vấn đề an ninh hàng hải không chỉ cho Việt Nam mà cho tất cả những nước trong khu vực có chủ quyền phía Biển Đông. Và các cái cơ sở đồn trú của Trung Cộng tạo ra một cái gọi là cái tiền lệ rất là xấu, giống như một cái vấn đề là lập đồn công an kiểm soát trên Biển Đông, đó là điều nguy hại cho tự do hàng hải từ khu vực lại. Vâng, thưa ông, thế thì theo như ông đó, cái mà tác hại về mặt tinh thần mà cái công hàm 1958 đó gây ra cho chủ quyền đất nước, nền độc lập và cái sự toàn vẹn lãnh thổ là ra sao thưa ông? Cái câu hỏi lần này là xin hỏi về cái tác hại về mặt tinh thần ạ.
Thì thưa với quý vị thẩm đoàn, cái tinh thần đấy thì người dân Việt Nam nói chung và các cái công ty cũng như là các cái lĩnh vực thì ảnh hưởng rất nhiều. Tôi lấy ví dụ như thế này, khi mà chúng ta mất một khoản sản trường sinh, dân sẽ mất cái niềm tin quyền tự do độc lập chủ quyền của Việt Nam, đấy là người dân nói chung. Thứ hai, họ mất niềm tin về chủ quyền lãnh thổ. Thứ ba là những người ngư dân, những người trực tiếp đánh cá hoặc những người khai thác dầu, họ luôn luôn lo sợ bị Trung Cộng bắt bớ. Người dân nói chung luôn luôn lo sợ Trung Cộng tổng đất nước bị bắt bớ ở phía mặt phía đông. Rồi chúng ta mất tài nguyên lương thực, giao thương, tài sản, dẫn đến khó khăn về vấn đề kinh tế. Và khi mà kinh tế bị khó khăn thì ảnh hưởng đến đời sống, ảnh hưởng đến tinh thần, ảnh hưởng đến giáo dục của những người dân Việt Nam. Rồi Trung Cộng dựa vào cái vấn đề công an 1.5 để Việt Nam hậu quả. Và sau này là đạt ma đã khiến cho rất nhiều cái gia đình của Việt Nam mất vợ, mất chồng, mất cha, mất con, tổn thương rất nặng nề về mặt tinh thần. Và việc thống nhất mà Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố là chỉ nói dối về vấn đề Hoàng Sa Trường Sa. Tôi lấy ví dụ những người lính cả hai phía Việt Nam Cộng hòa lẫn Việt Nam Cộng sản sau này khi mà bị Tàu Cộng giết tại Hoàng Sa Trường Sa, mà vì cái công hàm 1958 họ không được truy điệu, không được tưởng nhớ một cách thích đáng của người dân Việt Nam, ảnh hưởng đến tinh thần tự do dân chủ, ảnh hưởng đến cái tinh thần yêu nước và ảnh hưởng đến vấn đề tinh thần về tự tin dân tộc của người dân Việt Nam. Thì theo tôi đó là những điều quan trọng chúng ta cần phải thấy cái sự ảnh hưởng nặng nề về tinh thần mà công hàm 1958 ảnh hưởng tiêu cực đến người dân Việt Nam nói chung. Thưa quý vị và các bạn, thưa ông, xin hỏi ông cái câu kế tiếp là ông có thể nào cho biết cái tác hại về mặt tinh thần mà công hàm 1958 gây ra cho an ninh quốc gia ra sao, thưa ông? Thưa quý khán giả, thì bọn cổ đoàn cũng phải nhớ rằng là khi mà Trung Cộng nó bây giờ nó đưa máy bay, nó đưa tàu chiến và đưa cơ sở quân sự, đưa quân đội của nó ra các cái đảo mà nó chiếm đóng trái phép của Việt Nam, thì đó là chúng ta giống như là chúng ta đang sống cạnh một cái kẻ cướp, lúc nào nó cũng đưa quân và trực chờ để đánh Việt Nam. Khi mà Trung Cộng đồn trú tại đó thì nó gây ra một cái tác hại tinh thần rất là lớn. Và vì sao? Bởi chúng ta luôn luôn nơm nớp sợ rằng Trung Cộng sẽ đánh úp Việt Nam. Chúng ta cũng mất cái phê duyệt quốc phòng và chúng ta coi như là cái tinh thần của người dân Việt Nam nói chung là bị ảnh hưởng. Vì sao? Lo lắng bị mất cái khu vực mà bảo vệ phía ngoài của Việt Nam. Chúng ta cũng mất đi vùng triển khai hải quân và an toàn phòng không, nó gây nên một cái mức độ thiệt hại rất là quan trọng cho an ninh quốc gia. Bởi vì an ninh quốc gia phải được đảm bảo không chỉ gồm an ninh hàng hải, an ninh lương thực và an ninh tự do, mà nó còn là an ninh quốc phòng. Và như tôi đã phân tích ở trên, vấn đề máy bay tiếp dầu của Trung Cộng hiện nay nó không đủ hiện đại để mà mở rộng cho một cuộc chiến từ Trung Cộng mà qua Việt Nam theo hướng phía đông, mà nó phải dùng Hoàng Sa Trường Sa làm nơi trung chuyển nó tiếp dầu. Bởi vậy khi chúng ta đã để Tàu Cộng dùng công hàm 1958 để cướp trắng đi một số đảo trên quần đảo Hoàng Sa Trường Sa, và ảnh hưởng đến vấn đề quan trọng là chúng ta mất đi khả năng phòng thủ, mất đi khả năng kiểm soát và mất đi khả năng thông tin, mất đi phên rộng để mà phòng thủ đất nước, gây nên tinh thần rất là mệt mỏi cho những người lính của Việt Nam, những người dân Việt Nam và đặc biệt những người đánh cá Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn. Thưa như vậy thì xin ông cho biết là cái tác hại về mặt tinh thần mà có thể có mà do cái công hàm 1958 đó gây ra cho an ninh thực phẩm là sao, thưa ông? Thưa quý vị thẩm đoàn, tôi nhớ rằng có rất nhiều cuộc phỏng vấn. Chúng tôi lấy ví dụ, tôi nhớ là như kỹ một cái cuộc phỏng vấn thế này một năm của một cái người ngư dân, họ đã phải vay vốn của nhà nước Việt Nam hơn 2 tỷ đồng để mà làm gì? Để mà đóng một cái tàu sắt đi ra biển Đông đánh cá, mong muốn là cho nuôi được vợ, nuôi được con. Nhưng những người đó chỉ sau một cái buổi đi đã bị Tàu Cộng nó bắt tàu, nó chiếm giữ tàu và nó đưa về Việt Nam. Thì đó là gì? Nợ thì họ mang, gia đình bị mang nợ với ngân hàng, nhưng mà tàu thì bị mất, kế sinh nhai không còn. Đấy là một cái ví dụ rất nhỏ, một ví dụ rất là nhỏ trong rất là nhiều cái trường hợp đã xảy ra trong rất là nhiều năm. Tàu Cộng đã chiếm đi cái nguồn hải sản của Biển Đông, chiếm đi cái cơ hội để đánh bắt hải sản của những người ngư dân Việt Nam. Nó tạo ra một cái gì? Một cái tâm lý sợ sệt. Có những người họ phát biểu trên báo rằng họ không dám đi ra đánh cá nữa bởi vì họ sợ là bị Trung Cộng bắt, Trung Cộng đánh, thậm chí Trung Cộng giết. Đó là cái ảnh hưởng rất nặng nề tinh thần, một cái sự sợ hãi luôn luôn thường trực trong những người đánh cá.
Ngoài ra, khi chúng ta mất được cái tự do giao thương và lương thực thực phẩm trên khu vực Biển Đông thì chúng ta cũng bị mất đi cái nguồn lợi rất là lớn cho những người nông dân. Nó ảnh hưởng xấu đến cái tinh thần của những người nông dân. Họ không còn khả năng chi phí cho con cái đi học, không còn khả năng đầu tư cho cuộc sống của họ. Như nhân dân nhớ rằng Việt Nam cũng là đất nước mà xuất khẩu gạo và cà phê rất là lớn. Trong khi đó cái con đường giao thương hoặc xa Trường Sa đã bị Tổng cộng dùng công hàm 1958 để bịt. Thì rõ ràng cái vấn đề đó là gây khó khăn rất nhiều, ảnh hưởng tinh thần của những người nông dân, những người ngư dân nói riêng và cho toàn bộ cái nền kinh tế của Việt Nam nói chung. Thưa quý vị một phần bạn. Dạ. Xin ông cho biết tác hại về mặt tinh thần mà công hàm 1958 có thể gây ra cho an ninh tự do hàng hải như thế nào ạ? Đối với quy mô thẩm đoàn thì chúng ta thấy rằng những thiệt hại rất là rõ ràng. Tại vì khi mà Trung Cộng chiếm được Hoàng Sa Trường Sa, họ control cái đường đi lại của Hoàng Sa Trường Sa thì nó ảnh hưởng đến cái vấn đề là rất nhiều cái tàu thuyền họ không thể nào đi theo cái đường thẳng từ Bắc xuống Nam hoặc Nam lên Bắc của Biển Đông, mà họ phải giao thương giữa khu vực Ấn Độ Dương đi lên bằng cái con đường đó là đi vòng qua cái khu vực ngoài khu vực đảo đường lưỡi bò và Hoàng Sa Trường Sa. Thì như vậy chúng ta thấy rằng an ninh hàng hải đã không còn, trong khi đó là họ phải đi lòng vòng, đi chậm lại, tốn rất nhiều xăng dầu, tốn rất nhiều nhân lực cho cái vấn đề đó. Ngoài ra thì cái giao thương nó đình trệ, nó ảnh hưởng đến cái vấn đề là chất lượng của sản phẩm, giống như Việt Nam xuất khẩu hải sản hay là hoặc là xuất khẩu nông sản mà chỉ cần chậm 1-2 tuần là chất lượng nó thay đổi, cái giá trị nó sẽ giảm đi. Mà chúng ta thấy rằng cái vấn đề là Trung Cộng nó sử dụng Hoàng Sa Trường Sa để tập trận, để ngăn cấm tuyệt bè là một vấn đề thường xuyên, mỗi năm nó làm vài lần. Và vậy đó là một điều ảnh hưởng rất nặng nề cho vấn đề giao thương hàng hải. Ngoài ra nó ngăn cấm những tàu của Philippines, của Indonesia đi lên trên cái đường mà tự do hàng hải, nó làm vi phạm công ước quốc tế là vi phạm nhân quyền và vi phạm đến cái nền kinh tế của không chỉ Việt Nam. Đó là cái điều chúng ta thấy rằng tác hại của hàng hải đầu rất rất lớn cho tất cả các nước trong khu vực và đặc biệt là Việt Nam chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, thưa ông, cái gì qua những cái điều mà ông trình bày từ nãy đến giờ đó thì theo như ông á, ai là người có thể chỉ thị hay ra lệnh cho bị cáo Phạm Văn Đồng ký công hàm 1958 thưa ông? Thưa quý vị thẩm đoàn, thì như tôi đã trình bày thì công hàm của ông Phạm Văn Đồng là lúc đó ông là thủ tướng của nước Việt Nam Chủ Cộng Hòa. Thế nhưng mà cái công hàm này chỉ có thể gửi đến Chu Ân Lai nếu khi nó được thông qua và chấp thuận của chính trị. Mà thực tế thì chúng ta thấy rằng trong lịch sử người ta đã chứng minh rằng công hàm này không được thông qua quốc hội thì điều đó là nghi hiến rồi. Thì chúng ta thấy rằng ông Hồ Chí Minh lúc đó là tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, nghĩa là ông là đứng đầu chính trị cũng là đứng đầu đất nước và đứng đầu chính phủ. Vậy thì cái vấn đề này ông Hồ không thì phải rõ ràng ông Phạm Văn Đồng thừa nhận công hàm đó là có thật, ông phải thông qua một ai đó mới được chuyển đi cho phía Trung Cộng, và người đó chính là Hồ Chí Minh. Thì rõ ràng ở đây Phạm Văn Đồng không tự mình quyết định được việc này. Ông ta có tội rất lớn, nhưng ông ta chỉ làm một cái nhiệm vụ là thông tin cho phía Trung Cộng biết chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tán thành. Thì cho dù bản thân ông không có tán thành hay không, thì chính phủ do ông Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị đứng đầu là một chính phủ do Đảng lãnh đạo và quyết định việc đó. Thì về mặt Đảng, ông Hồ Chí Minh cũng là nhân vật chóp bu. Mà về mặt nhà nước thì ông là chủ tịch nước và kiêm tổng bí thư đảng. Quyền lực của tổng bí thư đảng và chủ tịch nước thời điểm đó là hoàn toàn tuyệt đối, cho đến bây giờ vẫn thế. Thì xin nói rõ thêm được với quý vị của thẩm đoàn thế này, cái tiêu chuẩn chung của một ủy viên bộ chính trị ở Việt Nam đó là gì? Về mặt chính trị, yêu cầu tuyệt đối trung thành với đường lối chủ trương của đảng và đặt lợi ích của đảng, nhà nước, nhân dân lên hàng đầu. Thì lý thuyết là như vậy, nhưng cái đảng luôn luôn đặt trước dân, và thực tế đã chứng minh rằng ông Phạm Văn Đồng phải theo là Hồ Chí Minh và cấu kết với Hồ Chí Minh để thực hiện cái vai trò thực hiện công hàm 1958 để mà bán nước Việt Nam, bán Hoàng Sa Trường Sa cho Tổng cộng. Như vậy là Phạm Văn Đồng có tội rất lớn, nhưng theo tôi cái vai trò chỉ đạo không ngoài Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam gây ra thế này. Thưa quý vị và các bạn. Cảm ơn ông Đặng Chí Hùng đã dành những cái câu trả lời cho chúng tôi. Chúng tôi xin nhường lời lại cho vị chủ tọa. Cảm ơn ông Phạm Thế Hùng. Đặng Chí Hùng xin lỗi. Trước khi chúng ta có 10 phút giải lao
thì chúng tôi xin được thông báo là suốt ngày nay là chúng ta phỏng vấn rất là nhiều nhân chứng, bởi vì chúng ta cần nhân chứng để mà lấy cái sự thật. Do đó thì xin quý vị cố gắng làm thế nào để mà cố gắng mà chúng ta để chờ để chúng ta lấy cái chúng ta cần nhân chứng. Do đó suốt ngày nay là nhân chứng, ngày mai chúng ta sẽ có phán quyết và chiều mai là có cái họp báo. Thì có những ý kiến đó, thì sẽ được vào ngày mai, tức là vào chiều mai là có họp báo, do đó ý kiến thì xin để cho ngày mai. Bây giờ tôi có rất xin lỗi về chúng tôi cũng không có thể làm gì được. Dạ, cái chương trình đã xong rồi. Những cái nhân chứng của tôi ở trong nước suốt 20 năm. Thế bây giờ có thẩm phán nào có ý kiến khác nữa không? Có ý kiến nào không? Thì tôi xin có ý kiến. Dạ, tôi xin lỗi vì bây giờ đây là đang có cái phiên tòa, không có phải là một cái để mà trình diễn cái gì cả hay là phát biểu gì cả. Đây là phiên tòa giữa thẩm phán đoàn và nhân chứng. Dạ, xin lỗi, xin lỗi ạ. Những cái lão thì tôi xin báo cáo. Dạ, xin lỗi. Bây giờ có lẽ thì chúng ta dạ tôi bây giờ chúng ta xin nghỉ 10 phút, chúng ta sẽ trở lại có nhân chứng kế tiếp. Dạ, xin lỗi. Không có lợi cho vấn đề cứu Hoàng Sa Trường Sa. Dạ, tới ngày mai bà có